xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Trạm Thời Gian sẽ làm một cái video hướng dẫn chúng ta lắp ráp chiếc GA21 Custom, vốn là một phiên bản đang cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại. Khi mà chúng ta độ lên thì nhìn nó rất là giống như cái hãng Audemars Piguet. Thì chúng ta bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nha, mình sẽ nói chi tiết vào từng phần sau. Ok, chúng ta sẽ đập hộp phần phụ kiện trước. Đây là vít để lắp ráp bộ dây và máy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp ráp dây trước nhé. Khóa là sẽ là khóa bướm. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp được cái cục kết nối này. Đây là cục kết nối giữa khung và dây. Chúng ta sẽ cố định cục nối và dây bằng hai con ốc này. Cái cơ cấu của hai con ốc này là một bên giữ và một bên xoay các bạn nhé. Chúng ta điều chỉnh sao cho cục nối cái phần này nó đẩy vào được bên kia luôn nhé. Ok, là được này. Nó phần còn lại thì thường á là shop sẽ sử dụng cái ngón cái này chứ là ngón trỏ để giữ lại, còn phần lại là quay. Các bạn nào có bộ dụng cụ ấy, đây cái này chúng ta sẽ dùng một bên giữ và một bên xoay nhé. Các bạn thì cái này shop hơi khó để giữ lại, để trên cao, mong các bạn thông cảm nhé. Ok. Nếu mà bên đây cảm thấy không vừa thì chúng ta có thể đổ bên nhé. Ok, bên này ổn rồi. Cảm thấy nếu mà nó hơi khích, nó khó quá để đẩy thì chúng ta đổ đầu được đó. Các bạn thấy không? Đổ đầu này thì chúng ta phải, có khi nó lại dễ hơn. Ok. Tiếp đến chúng ta sẽ đập hộp cái viền này. Đây là một chiếc viền thép không gãy nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn cái khung máy bát ép. Phần này khá khó, thì được thấy cái phần này khá là khó. Các bạn coi cẩn thận nha, tại vì nếu mà ta sẽ bắt đầu luôn á, thì có thể là phần lớn á, thì trường hợp mà dễ gặp nhất á, đó là bị gãy ốc. Mà gãy ốc á, thì mốt mình cái bộ này cũng thay dây được. Nó dặn khó quá thì mình không dặn tiếp nữa. Ai biết đâu. Nếu mà cảm thấy dặn khó quá mà đừng cố dặn thêm nữa, thì nó dặn thêm thì cái này nó sẽ bị te. Nếu mà mình cái phần này mà các bạn khi mà nhận mà nó khó quá thì mình đổi con ốc khác nha. Mình sử dụng con ốc khác để mình đập, để mình xoay. Thì shop đã từng bị một bộ bị gãy như thế này rồi. Khi mà nó bị gãy thì thứ nhất là nếu mà nó bị ngoài đây thì mình còn lấy ra được. Còn nhưng mà nó vô tới trong mà bạn bị làm nó te thì hầu như là không có cách nào để lấy.
thì tới thì chúng ta sẽ lắp cục máy. Lắp tiếp nhé. Đây là bản gốc của chúng ta. Đây bắt đầu biến hình thôi. Cái khung máy như thế này á, là khung máy carbon pha sợi thủy tinh. Đây không phải là cái số các bạn nhé. Đây là khung máy của nó đấy. Tất cả mẫu đều giống nhau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gỡ. Đây là cái loại khóa thông minh. Đây là bây giờ chúng ta chỉ cần đẩy này. Cầm cái này này. Đưa vô đây. Đẩy qua bên đây. Đẩy qua, về hướng ngược lại. Đấy, đẩy qua gỡ được đây. Custom nhé. Còn đây là ốc zin này, ốc để đây là ốc zin, còn ốc trong đây là ốc custom. Ốc zin sẽ là ốc hình dấu cộng, còn ốc custom á sẽ là hình dấu ngang. Xong. Gà 2001 custom. Giá bán ở tại trạm thời gian thì shop cũng đang có bán lẻ bộ custom. Hiện tại đang có giá khung thép bạc, dây cao su như thế này, có giá là 2.400.000. Còn máy gà 2001 bảo hành chính hãng 5 năm là máy và pin, có giá là 2.900.000. Thì cả bộ như thế này á là 5.300.000. Combo thì giảm 100.000 là còn 5.200.000 các bạn nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lên tay thử cho các bạn xem. Ok. Chúng ta sẽ lột luồng dây qua khe này. Sau thì sắp đeo mất gần cuối.